Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nhiều khu vực trên địa bàn. Theo ghi nhận, cơn mưa kéo dài trong chiều ngày 27 tháng 7 đã gây ra tình trạng ngập lụt tại các địa phương ở huyện Bù Đăng, gồm thị trấn Đức Phong, xã Đoàn Kết và xã Bình Minh. Tại thị trấn Đức Phong, mưa lớn khiến hơn 50 căn nhà bị ngập từ 1 đến 2 mét. Những nhà bị ngập chủ yếu nằm dọc con suối Đắc Qua, thuộc các khu phố Hòa Đồng, Tân Hưng, Đức Hòa, Đức Lợi. Khu vực ngập nặng nhất tại khu dân cư cầu Hòa Đồng, cầu Bù Đăng trên tuyến quốc lộ 14. Tại xã Đoàn Kết, có 35 hectare lúa tại cánh đồng Bù Môn thuộc địa bàn các thôn 3 và 4 bị ngập sâu. Còn tại xã Bình Minh, mưa lớn khiến tuyến đường DT760 bị ngập nhiều đoạn, việc đi lại vô cùng khó khăn. Thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng cho thấy trận mưa lớn gây thiệt hại ước hơn 600 triệu đồng, rất may không gây thiệt hại về người. Ngay khi mưa lớn xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng đã phát cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu các hộ dân sống xung quanh khu vực suối Đắc Qua và các vùng trũng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng cũng kiến nghị Ban Quản lý Dự án tỉnh Bình Phước sớm tiến hành xây dựng mở rộng lòng suối, xây kè đường đi suối Đắc Qua.